thành phố Hồ Chí Minh trần nhà quán phở Hòa Pasteur còn vương những vệt sơn đỏ tía, gia chủ chưa quên cảm giác hoảng loạn bị 20 giang hồ tạt sơn, hăm dọa. 8 tháng trước, quán phở nổi tiếng nằm trên đường Pasteur, quận 3, được điều hành bởi 5 thành viên cùng gia đình, trong đó người con út là vợ của Trần Anh Tuấn, vừa bị công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuấn vay hơn 3,5 tỷ đồng của Phạm Phong Phú, 48 tuổi, chủ phòng trà tại quận Tân Bình, với lãi suất 10-15% mỗi tháng rồi bỏ trốn, khiến chủ nợ thuê nhóm giang hồ 8 lần tạt sơn, mắm tôm vào phở Hòa Pasteur, bỏ dán vào thức ăn, buộc chủ quán trả tiền thay. Phở Hòa hiện tại, ẩn, Hà An. Chiều 2 tháng 3, sau hơn 8 tháng bị tấn công, quán phở vẫn loang lổ các vết sơn đỏ trên tường, trần nhà, thực khách vào ra tấp nập nhưng không ai để ý đến các dấu vết còn lại của vụ án. Ông Phạm Thành Tân 50 tuổi, quản lý quán phở, cho biết lúc đầu lượng khách đến đây có giảm nhưng nhiều người quen vẫn đến ủng hộ, bày tỏ thông cảm. Quán bị khủng bố gây xôn xao thành phố nhưng gia đình ông không nghỉ bán ngày nào. Những mảng sơn hay mắm tôm dính ở bảng hiệu, mặt tiền được chọn sạch từ khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Hiện, trung bình mỗi ngày quán tiếp 200 khách, trong đó có nhiều người nước ngoài, Việt Kiều. Trước đây, đoạn gần cuối đường Pasteur dài khoảng 300 mét, từ giao lộ Võ Thị Sáu đến Trần Quốc Toản, được mệnh danh là con đường phở của Sài Gòn với hơn chục cửa hàng. Nhưng từ hơn 20 năm nay các tiệm đã chuyển đổi kinh doanh, giờ chỉ còn quán của gia đình ông Tân. Phở của chúng tôi có từ thời bà ngoại còn gánh hàng rong trên phố. Đến năm 1968, gia đình mới mở tiệm bán đến bây giờ, ông Tân nói. Quản lý quán kể, gia đình ông có 6 anh em, 4 trai, 2 gái, trong đó có 3 người nối nghiệp ông bà. Người con út sau khi lấy Trần Anh Tuấn đã chuyển sang kinh doanh điện thoại, ô tô cùng chồng. Tuấn được cả nhà đánh giá là đàng hoàng, hiền lành. Khi biết nó thiếu nợ người ta nhiều tỷ đồng, ai cũng bất ngờ. Lúc nhóm người đến đòi tiền, chúng tôi nói không liên quan đến chuyện làm ăn của Tuấn nhưng họ vẫn tấn công, đe dọa, ông Tân cho biết. Quán bị giang hồ tạt sơn giữa năm ngoái. Ảnh, Tùng Linh. Theo điều tra, đầu năm 2019, Trần Anh Tuấn làm giả giấy tờ bao ô tô Mercedes S350, Lexus RX350, Audi Q7 sau đó cầm cho Phạm Phong Phú vay tiền để làm ăn. Về sau kẹt tiền, ông ta nhờ Khương Đình Đồng 29 tuổi, chữ xe phòng trà, bảo lãnh vay 200 triệu của người khác với lãi suất 4% mỗi ngày. Chỉ đóng lãi được vài ngày, Tuấn lánh mặt, tắt điện thoại khiến Đồng không thể liên lạc, phải trả nợ thay. Giữa năm đó Tuấn hẹn Phú ra gặp, dùng uy tín của phở Hòa Pasteur để thương lượng trì hoãn, cho biết sắp được gia đình vợ chia cho một số tiền, sẽ thanh toán. Phú đồng ý, yêu cầu Tuấn viết giấy nợ tổng cộng 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phú và Đồng sau đó không thể tìm thấy Tuấn, nên thuê người kéo đến quán phở đòi tiền gia đình ông Phạm Thành Tân. Chúng đưa bản photo Tuấn nhận nợ, yêu cầu họ trả nợ thay nếu không khỏi làm ăn. Trong một tháng, Phú thuê hơn 20 người nhiều lần đến tạt mắm tôm, sơn, bỏ dán vào tô phở. Nhằm hạ uy tín của quán khiến gia đình ông Tân và các thực khách hoảng loạn. Phòng Cảnh sát Hình sự, PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra, bắt Phú, Đồng và nhiều người khác về tội cưỡng đoạt tài sản, hiện đã kết thúc điều tra. Quốc Thắng Hà An Les Blocks Oi.